Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đã và đang là một thị trường nhộn nhịp cho ngành công nghiệp và chế tạo linh kiện điện tử với nhiều tiềm năng thu hút nguồn vốn đầu tư từ các nước trên thế giới. Điều này đã tạo cơ hội lớn cho ngành điện tử Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2020 đánh dấu những thay đổi mang tính đột phá cho ngành điện tử Việt Nam khi xu hướng chuyển đổi hoạt động sản xuất linh kiện điện tử từ các thị trường quốc tế hướng sang Việt Nam. Đặc biệt, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA đã hứa hẹn mở ra nhiều cánh cửa mới cho ngành điện tử Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, khi ngành điện tử Việt Nam xây dựng được mạng lưới các nhà cung cấp trong nước có năng lực cạnh tranh toàn cầu, sẽ giúp giảm rủi ro về chuỗi cung ứng, thời gian giao hàng cũng như chi phí. Đồng thời phát triển công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực này sẽ hỗ trợ gia tăng tính linh hoạt của ngành điện tử và giúp giữ chân doanh nghiệp FDI hiện có, đồng thời cũng thu hút nguồn FDI mới. Rất nhiều những cái doanh nghiệp điện tử FDI mà có chất lượng và đầu chuỗi đã vào Việt Nam thì nó tạo cơ hội một cái gọi là sức lan tỏa cho các cái doanh nghiệp Việt để có thể trở thành những cái nhà cung ứng cho những doanh nghiệp đầu chuỗi đó. Và cụ thể như là Samsung thì đã có những cái chương trình đào tạo với các cái doanh nghiệp nội địa, bồi dưỡng doanh nghiệp nội địa đồng thịnh vượng để trở thành nhà cung cấp cho họ. Thế rồi có những cái chương trình tương tự như vậy của hãng Canon Việt Nam. Thế rồi các cái hãng Nhật Bản khác như là Brothers của Nhật. Rồi thì những các cái công ty đến từ Trung Quốc thì cũng đã vào Việt Nam và cũng tạo được những cái cơ hội cho rất là nhiều những cái doanh nghiệp Việt để tham gia chuỗi cung ứng cho họ. Những ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng đã tạo nên xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư và sản xuất, tạo cơ hội cho Việt Nam tăng thu hút FDI, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Đây chính là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng, sự chủ động phát triển và sức đầu tư của doanh nghiệp ở giai đoạn này là rất quan trọng. Việc tìm đầu ra mà các doanh nghiệp vốn vẫn chăn trở thì giờ không còn là vấn đề lớn nữa. Nếu doanh nghiệp có đầu tư bài bản về công nghệ, có nghiên cứu thị trường nghiêm túc thì không lo về thị trường đầu ra. Chúng tôi cũng là một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và sửa lại các rework lại màn hình cho công ty Samsung. Thì chúng tôi cũng có mong muốn được tham gia vào các cái chuỗi cung ứng cho các cái tập đoàn điện tử lớn trên thế giới, ví dụ như Samsung, LG. Chúng tôi mong muốn được các đơn vị đầu chuỗi, các tập đoàn lớn trên thế giới hỗ trợ thêm về các cái phần kỹ thuật, bởi vì cái sản phẩm điện tử là một sản phẩm khá là đòi hỏi chất lượng cao và kỹ thuật rất là cao. Thực tế hiện nay các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành điện tử tại Việt Nam phần đông vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì các doanh nghiệp nên quan tâm đến việc thiết lập các liên kết, kết nối với các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp FDI, tập trung nguồn vốn đầu tư, vì đây là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Chúng tôi nhiều năm nay đã chú trọng tới cái việc chất lượng để phù hợp với thị trường. Ở đây chúng tôi đã tham gia cái chuỗi bán hàng từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, như Malaysia, hay là gần đây nhất thì chúng tôi có cái chuỗi đại lý ở Trung Đông. Nhờ cái việc hội nhập thì chúng tôi chú trọng nhiều hơn, đưa ra những cái sản phẩm phù hợp để phát triển không chỉ là ở trong nước mà ở nước ngoài. Hiện nay đã có rất nhiều quy định hiện hành của chính phủ liên quan đến phát triển công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, như Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ, gọi tắt là Nghị định 111 NDCP có hiệu lực năm 2016, Nghị quyết số 115 NQCP ngày 6 tháng 8 năm 2020 của chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có nội dung về phát triển công nghiệp điện tử, v.v. Vì vậy, cùng với những giải pháp hỗ trợ của chính phủ, các doanh nghiệp ngành điện tử trong nước cần chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi Việt Nam hiện đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp điện tử. Đặc biệt, nhiều hãng điện tử hàng đầu thế giới đã đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao, phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước liên kết sản xuất, cung cấp linh kiện, lắp ráp và tham gia từng công đoạn cho các tập đoàn đã có thương hiệu, qua đó xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử Việt Nam.
Thank you.